quý khán giả, 3 năm qua, Đảng ủy phường Thế Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn về nội dung, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của việc học tập và làm theo Bác. Đặc biệt là với việc gắn chặt việc học tập với các công trình phần việc và các mô hình học cụ làm theo Bác đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. Học và làm theo Bác, tất cả cán bộ đảng viên đều xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức gắn với nhiệm vụ được giao. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực vận động người dân hăng hái tham gia các phong trào, trong đó có xây dựng cầu đường giao thông nông thôn. Điển hình như tuyến đường Cả Câu đi Trại Mai, đường D được mở rộng 4m, dài 900m, kinh phí 3 tỷ 200 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 600 triệu đồng. Trước đây là cái này là tuyến đường ruộng, đường đê nhỏ thôi, đi lại rất là khó khăn. Nhưng mà khi nhà nước quan tâm đầu tư mở rộng tuyến đường này thì người dân chúng tôi ở đây là rất là phấn khởi. Vấn đề là bà con đi tới luôn cũng thông thoáng dễ dàng, mua bán là giao lưu cái này cũng rất là dễ. Song song với xây dựng giao thông nông thôn, 3 năm qua, xã Thế Thuận đã vận động xã hội hóa trên 509 triệu đồng, xây dựng sửa chữa và bàn giao 31 căn nhà, trong đó có 23 căn nhà đại đoàn kết. Hiện tại địa phương đang xây dựng mái ấm công đoàn cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà tôi gặp rất nhiều khó khăn, thì tôi mơ ước là có một căn nhà mới. Khả năng thì không có đủ khả năng các nhà sợ giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như là gia đình hai bên, cũng như là sự hỗ trợ của nhà họ đạo võ. Hỗ trợ cái khung sườn sắt, cái máy lập tôn để cho gia đình chúng tôi cắt được căn nhà. Có được căn nhà thì bản thân thì cũng được vui mừng phấn khởi để an tâm công tác gì sau, phục vụ cho tốt hơn. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thế Thuận còn vận động hỗ trợ tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn hàng tháng. Nhận đỡ đầu tiếp sức đến trường cho học sinh là con em hội viên người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường. Trung bình mỗi năm, số tiền vận động trên 50 triệu đồng. Thời gian qua, con được sự hỗ trợ của cô chú bên khu vực với Hội Liên hiệp Phụ nữ đã đỡ đầu giúp đỡ cho con trong quá trình học tập. Con được 5 năm xuất sắc năm tiểu học với 1 năm học sinh giỏi năm lớp 6. Thời gian tới, con sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ và cô chú. Trong thời gian tới, là đảng ủy sẽ tiếp tục triển khai quán triệt cho tất cả cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với cái chuyên đề năm 2024 là phát huy ý chí tự lực tự cường, tăng cường xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc học tập và làm theo, nâng cao cái chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp tục phát động, đăng ký, xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Làm sao cho nó cái mô hình này nó lan tỏa, nó sôi nổi, rồi hiệu quả, thực chất để góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, tiến tới xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Đến nay, toàn phường Thế Thuận có 35 mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua học và làm theo Bác, giúp ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và chính quyền địa phương. Nhân dân đồng thuận tích cực tham gia vào các phong trào, qua đó xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.